Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn bị xem xét lại đề xuất nâng mức lương tối thiểu trong tuần này. Tin từ Hoa Thịnh Đốn. Nội trong tuần này, Thượng viện Hoa Kỳ sẽ tiến hành xem xét lại một đề xuất yêu cầu nâng mức lương tối thiểu theo giờ từ mức 7.25 đô la lên mức 10.10 đô la. Tổng thống Barack Obama và thành viên Dân Chủ trong Quốc hội đã lên kế hoạch để đẩy mạnh đề xuất này trong chiến dịch trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Trong khi đó, rất nhiều tiểu bang đã bắt đầu có động thái nâng mức lương tối thiểu trong khu vực của họ. Hiện nay đã có tổng cộng là 21 tiểu bang và Washington có mức lương được cải thiện. Con số này cũng đang có xu hướng tăng lên trong thời gian sắp tới. Gần đây nhất, các nhà lập pháp ở Maryland, Minnesota, Delaware và West Virginia đã thống nhất để nâng mức lương tối thiểu cho người lao động.